Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 14 thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Chương trình giới thiệu phát biểu của nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên từ năm 2016 đến năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ hai tại hội trường. Sự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ông bà trong Ban thường vụ tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đầu giờ buổi sáng, kỳ họp nghe báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020, báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021. Năm 2020, Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tổ chức các kỳ họp tiếp tục được cải tiến. Trong năm đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 35 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, an sinh xã hội và quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát được đẩy mạnh đúng trọng tâm, các chuyên đề giám sát được lựa chọn phù hợp với thực tiễn, kịp thời kiến nghị những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình giám sát để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các đại biểu chia tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2021 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Buổi chiều, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 tiếp tục phiên làm việc tại hội trường với các nội dung trả lời chất vấn ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ đại biểu trong buổi sáng. Nhìn chung, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2021, đề nghị tỉnh chỉ đạo hỗ trợ kinh phí cho các địa phương còn khó khăn về nguồn lực để hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cần có chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong quá trình chuyển giao từ nông nghiệp sang công nghiệp, hỗ trợ người dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm kết nối cung cầu. Cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện quy hoạch chung của tỉnh và các huyện để không bị ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư các dự án đầu tư công mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cần bố trí sắp xếp trong danh mục đầu tư công trung hạn năm 2021, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quan tâm và có giải pháp để quản lý tốt các nguồn thu ngân sách, phân bổ cân đối vốn ngân sách đầu tư giữa các địa phương. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại nông thôn và khu dân cư diễn ra rất phức tạp. Tình trạng rác thải tồn đọng chưa được xử lý còn nhiều, đề nghị tỉnh quan tâm làm tốt công nghệ xử lý, chỉ đạo tăng nguồn kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải. Đại biểu huyện Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào phản ánh, những năm gần đây, số lượng học sinh tăng nhiều do dân số cơ học tăng dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Đề nghị tỉnh cần có cơ chế tháo gỡ tình trạng này cho các địa phương, quan tâm hơn nữa đối với người lao động thu nhập thấp, có chính sách đầu tư nhà ở cho người lao động. Tiếp đó,
dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, kỳ họp đã làm việc với nội dung nghe các cơ quan hữu quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp nghe ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm liên quan về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 277 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kỳ họp đã nghe bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế trả lời và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm về công tác xã hội hóa y tế, việc quản lý y tế ngoài công lập, tiến độ thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế tham gia khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực đầu tư cho công tác y tế dự phòng, việc triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm liên quan về việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường và thực tiễn cuộc sống, công tác quản lý sử dụng kinh phí phát triển khoa học và công nghệ, giải pháp nâng cao tiềm lực trình độ khoa học công nghệ của tỉnh gắn với cuộc cách mạng 4.0 và đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Trong các chương trình thời sự sau, chúng tôi sẽ giới thiệu ý kiến trả lời của một số đại biểu. Tiếp đó, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu bổ sung làm rõ các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất, bồi thường trong giải phóng mặt bằng dự án, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải tồn đọng tại nông thôn, việc xây dựng và bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương sớm giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Và vấn đề nước sạch thì đây là một cái nhu cầu rất là cần thiết trong nhiệm kỳ giai đoạn 21-25. Thì trong chỉ tiêu chúng ta xây dựng là đến năm 2025 thì 100% người dân được dùng nước sạch, tức là ngay cả nông thôn vậy. Thế hiện nay một số huyện thì rất là tốt, tôi nói ví dụ như Mỹ Hào thì rất là tốt, cái tỷ lệ sạch rất là cao. Như là một số huyện thì rất là thấp. Thế thấp ở đây là nguyên nhân từ đâu? Tức là do một số doanh nghiệp đăng ký sản xuất nước sạch đó, nhưng mà chúng ta cái tiến độ không thực hiện được. Thì nội dung này tôi cũng đề nghị là các huyện quản lý trên địa bàn đấy, thì thấy các doanh nghiệp mà không triển khai đúng tiến độ chậm, tức là quá chậm so với luật đầu tư, thì chúng ta có thể thu hồi dự án, chuyển cho các nhà đối khác còn có năng lực, có kinh nghiệm để ta sản xuất nước sạch để cung cấp cho người dân. Về đầu tư công, ở đây thì có nhiều cử tri đề xuất về các tuyến đường chưa hoàn thành ở tuyến đường sóc, rồi không đảm bảo giao thông, rồi gây tai nạn. Cái đó là cái ý kiến cử tri là hoàn toàn xác đáng và rất là thực tiễn. Tuy nhiên ở đây giai đoạn đầu tư công ở đây đối với giai đoạn 2021-2025 thì hiện nay Quốc hội cũng đã có nghị quyết là nội dung đầu tư công này thì để Quốc hội khóa 15 quyết định, tức là tháng 7 tháng 5 quyết định, chúng ta chưa có hướng dẫn. Thì tuy nhiên ở đây thì có các dự án thì tôi cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải có thể kiểm tra các tuyến đường mà các cử tri có ý kiến. Nếu mà ta chưa có kế hoạch đầu tư công mà ta chưa xây dựng mà ta chưa thực hiện thì ta có thể là sửa chữa tạm thời cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán này, cho đảm bảo giao thông vận tải và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thế còn lại các công trình lớn, công trình của tỉnh thì tỉnh sẽ đầu tư tập trung và xây dựng trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 21-25. Về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Ủy ban tỉnh đã đề ra là 8 chỉ tiêu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời đề ra 16 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thể chế cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng đến các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm tham mưu xây dựng các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 và xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025, cấp huyện là thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.
tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững và tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhưng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên bám sát phương châm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021. Yêu cầu mỗi đồng chí lãnh đạo và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở những lĩnh vực địa bàn phụ trách, chủ động tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đề nghị các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành mình, để địa phương mình ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm với công việc, đề cao tính năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong công tác, chủ động trong tham mưu, đề xuất, ban hành những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Tiếp đó, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021, phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2021, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022. Đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Quản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và nhất trí thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tổ chức thực hiện, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều thuận lợi đan xen và không ít những khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, của cử tri và nhân dân để có các cái giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng thành phần kinh tế, từ đó khẩn trương có biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Đồng thời cần tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh
tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt được thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng nghị quyết, công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết mới được thông qua, khẩn trương rà soát nội dung công việc, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công. Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định quyết tâm đoàn kết cùng với Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với mục tiêu xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, ông Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có bài phát biểu khái quát một số nét chính về những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế của Ủy ban Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Sau đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trân trọng giới thiệu bài phát biểu của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, cử tri tỉnh nhà. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tôi đã phát biểu với tư cách là Phó Bí thư Tỉnh ủy, không tham gia cấp ủy khóa 19 ngày 26 tháng 10 năm 2020. Tới đây, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tổng kết nhiệm kỳ để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra phương pháp, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Được chủ tọa kỳ họp giới thiệu, hôm nay tôi phát biểu một số nội dung chính về những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế của Ủy ban Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Mà tôi là người đứng đầu, những trăn trở, những việc chưa làm được, những việc làm chưa hiệu quả. Tôi suy nghĩ những thành tựu và hạn chế có thể là những bài học kinh nghiệm đối với các đồng chí có trách nhiệm mà quan tâm trong thời gian tới. Tháng 12 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đã bầu tôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015. Tháng 6 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 bầu tôi tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, và nay tôi được Ban Bí thư quyết định cho nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 với trên 35 năm công tác, trong đó có trên 20 năm công tác ở huyện. Tôi đã luôn bám sát cơ sở, năn nộn thực tiễn ruộng đồng và đời sống nông dân tại vùng thuần nông nghèo của huyện Kim Thi và Ân Thi. Phát biểu của tôi hôm nay chủ yếu nêu về quá trình hoạt động công tác 5 năm trên cương vị người đứng đầu cơ quan hành chính của tỉnh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa toàn thể kỳ họp, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tôi được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi đã chủ động lãnh đạo các cấp các ngành xây dựng các quy hoạch, chương trình, các đề án, nghị quyết và xây dựng kế hoạch tập trung tổ chức thực hiện để cụ thể hóa nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp này của Hội đồng Nhân tỉnh diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 thành công. Đại hội đã khẳng định Ủy ban Nhân dân các cấp hoạt động hiệu quả, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền ngày một tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 18, nghị quyết Hội đồng Nhân tỉnh từng năm đi vào cuộc sống, trong đó nổi bật một số nội dung chính đó là về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, ngày một trong sạch, vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiệm kỳ qua
trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi và đại dịch COVID-19 năm 2020 trên toàn thế giới đã ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như an ninh quốc phòng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ của toàn thể nhân dân nên tăng trưởng bình quân đạt 8,38% năm, cao hơn mục tiêu đại hội từ 7,5-8% năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp 2,78% năm, công nghiệp xây dựng 10,03% năm, thương mại dịch vụ 6,84%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,19% trên năm, quy mô nền kinh tế của tỉnh hiện nay đã gấp 1,73 lần so với năm 2015. Đặc biệt, năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 6,48%, đứng thứ 7, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 trong cả nước. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Tổng nguồn lực đầu tư đạt trên 157.000 tỷ đồng, mục tiêu là 150.000 tỷ đồng và gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015. Đã mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 với diện tích 180 ha, thành lập mới 3 khu công nghiệp, nâng lên 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 1.779 ha đất được đầu tư hạ tầng. Diện tích cho thuê đạt trên 70%, đã thành lập 13 cụm công nghiệp với trên 660 ha. Đã đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp trên 1.000 km đường bộ các loại, tiêu biểu là đường nối 2 cao tốc, đường 5 cao tốc và cầu rẽ Linh Bình, xây dựng xong cầu Hưng Hà, đường 386 và cầu La Tiến, đê sông Luộc, đường 387, mở rộng quốc lộ 38, xây mới 2.769 phòng học cho các cháu, xây mới 27 trạm bơm và nâng cấp trên 400 km kênh mương các loại, đã xây dựng được 1.005 trạm phân phối điện và 514 km đường dây trung áp, 846 km đường dây hạ áp, sản lượng điện sử dụng tăng 1,83 lần so với năm 2015. Sản lượng tiêu thụ đứng thứ 12 cả nước, riêng năm 2020, tăng trưởng sản lượng điện đạt 9,7%. Điều đó đã nói lên kinh tế tỉnh ta mặc dù trong điều kiện đại dịch COVID-19 nhưng vẫn phát triển sản xuất khá, trong khi nhiều tỉnh sản lượng tiêu thụ của họ là âm và hạ tầng đường điện của tỉnh đã đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh, chất lượng điện đảm bảo ổn định, ngành điện đã bán điện trực tiếp trên 99% đến các hộ dân. Các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh gần đây, cử tri không còn có ý kiến kiến nghị về điện. 100% xã phường thị trấn có dịch vụ Internet, cáp quang và phủ sóng 4G. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nhanh, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đã đạt trên 41%, đã thành lập thị xã Mỹ Hào. Đặc biệt là đề án xây dựng thành lập thị xã Mỹ Hào là sự nỗ lực của cả huyện và tỉnh trong hai nhiệm kỳ. Chúng ta đã phải lên trực tiếp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vào tháng 3 năm 2019 trong bối cảnh tinh giảm tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Và 13 xã được công nhận là đô thị loại 5, thu hút 816 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 61,7 nghìn tỷ đồng và trên 2,2 tỷ đô la, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011-2015. Nâng số vốn đăng ký trên địa bàn của tỉnh đạt trên 11 tỷ đô la, mà mục tiêu đại hội là 10 tỷ đô la. Về xây dựng nông thôn mới, vào năm 2011, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi là Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đã trực tiếp xây dựng và tham mưu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình to lớn toàn diện mọi mặt này. Và khi đó, dù ai có lạc quan đến mấy, cũng không dám nghĩ Hưng Yên đến năm 2020 sẽ đạt tỉnh nông thôn mới. Nhưng sau 10 năm với một quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt, đã huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc trong hai nhiệm kỳ, đã huy động tốt mọi nguồn lực xã hội nên đến năm 2019, tỉnh ta thuộc nhóm 8 tỉnh trong cả nước có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 đã có 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố được công nhận hoàn thành nông thôn mới và tỉnh Hưng Yên chúng ta là tỉnh thứ 3 được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc sắc trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta đó là chúng ta đã tiên phong thực hiện ngay và ngày một hiệu quả, có nhiều sự sáng tạo, đúng lòng dân,
ngay khi có nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao, chỉ trong 5 năm, công tác chuyển đổi đã trở thành một phong trào sâu rộng, đã chuyển đổi được trên 9.700 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh có giá trị hiệu quả kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, tỉnh ta đã phát huy tốt tiềm năng đất đai phù sa màu mỡ, khí hậu ôn hòa. Trình độ sản xuất thâm canh của nhân dân ngày một nâng cao, là tỉnh ven đô, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội rất cao, nên chúng ta được hưởng cái thành quả của tốc độ đô thị hóa của thành phố Hà Nội và đã liên kết tốt được 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chọn tạo thành công giống lúa nếp thơm Hương Yên, hiện nay có cơ cấu gieo cấy trên 30% trong tổng diện tích gieo cấy của tỉnh. Giống lúa đã được các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh miền Nam đang triển khai nhân rộng, phát hiện và mở rộng nhanh diện tích cây vải trứng Hương Yên đã đáp ứng hiệu quả công nghệ cao, công nghệ hữu cơ trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập trên 1 hecta canh tác. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh bình quân đã đạt 210 triệu đồng trên hecta năm, tăng 60 triệu đồng so với năm 2015. Đã hoàn thành một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc sản có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu nhãn hiệu như vải trứng Hương Yên, lúa nếp thơm Hương Yên, cam, chuối tiêu Hồng, nhiều vùng trồng cây hoa, cây cảnh đặc hữu riêng có ở tỉnh Hương Yên, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cao cho người dân sống ở nông thôn. Đời sống nhân dân ở nông thôn ngày một sung túc. Thu ngân sách đạt kết quả nổi bật. Từ năm 2017, tỉnh ta thuộc nhóm 16 tỉnh tự chủ tài chính có điều tiết về trung ương. Việc tự chủ tài chính đã phản ánh quy mô tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế tỉnh ta từ một tỉnh thuần nông sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 5 năm tổng thu ngân sách đạt 65.623 tỷ đồng, gấp 2,1 lần giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng thu 13% trên năm và đều hoàn thành vượt mức dự toán các năm. Tự chủ tài chính cũng là áp lực rất lớn trong điều hành ngân sách của tỉnh trong những năm qua. Khi chính phủ giao cho tỉnh tự chủ, tỉnh ta mới thu đảm bảo được 93% cho chi. Cùng với đó là trung ương đã cắt hoàn toàn các khoản hỗ trợ mỗi năm trung bình khoảng 500 tỷ đồng, đồng thời phải nộp về ngân sách trung ương 7% trên năm. Đặc biệt, năm 2019, tỉnh ta mặc dù đã phòng dịch tả lợn châu Phi khá hiệu quả, chỉ có trên 35% tổng đàn bị tiêu hủy, trong khi nhiều tỉnh bạn tiêu hủy trên 50% tổng đàn, và tỉnh đã phải hỗ trợ trên 500 tỷ đồng. Chúng ta đã phải sử dụng hết các nguồn lực dự phòng, các quỹ tài chính và giảm mạnh các khoản chi. Và năm 2020, chúng ta lại bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguy cơ sản xuất bị đình trệ, bị đứt gãy, cùng với chính sách miễn giảm, giãn hoãn thu 514 tỷ đồng cho trên 1.100 doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, nên đã hụt thu ngân sách trầm trọng. Nhờ áp dụng quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo cách riêng của Hưng Yên, như chúng ta đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc, được doanh nghiệp và doanh nhân đồng tình ủng hộ cao, thực hiện hiệu quả bao vây chặt vòng ngoài, lấy thôn phố là hạt nhân phòng chống dịch, nên tỉnh ta không có ai bị dương tính với virus SARS-CoV-2, nên sản xuất không bị đứt gãy, đình trệ như tỉnh bạn. Chỉ tính riêng sản lượng tiêu thụ điện năng năm 2020 của tỉnh ta là tăng trưởng 9,7%, trong khi nhiều tỉnh bạn sản lượng tiêu thụ điện là âm, tăng trưởng âm so với năm 2019. Trong điều kiện đó, tỉnh ta vẫn phải vừa đảm bảo kinh phí phòng dịch, vừa tăng đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tăng chi đầu tư hạ tầng để về đích nông thôn mới, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Đây là một cái thách thức cam go không nhỏ trong quá trình điều hành ngân sách trong những năm qua. Vừa đảm bảo an ninh quốc phòng và sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, mở rộng các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân, chúng ta đã về đích trước 2 năm theo quyết định 22 và 33 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách và xây dựng sửa chữa cho trên 2.500 căn nhà cho hộ người có công, hộ nghèo. Và đặc biệt, trong gần 9 tháng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020,
tỉnh ta đã xây dựng được gần 1.600 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, với mức riêng ở Hưng Yên là 80 triệu đồng trên một hộ bằng các nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước. Qua kiểm tra, các hộ đã đầu tư thêm từ 50 đến 400 triệu đồng trên hộ để xây dựng hoàn thiện. Như vậy, chúng ta đã huy động được thêm sức dân rất nhiều. Tỉnh ta đã thực hiện xã hội hóa tốt trong hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, mổ đục thủy tinh thể cho trên 700 trường hợp ở hai huyện. Cùng với đó, trong 5 năm qua, tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác, chỉ riêng có ở Hưng Yên, như hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình, tổ thu gom rác thải người già ở tuổi từ 60 đến 79 tuổi, trợ cấp hàng tháng theo mức lương cơ sở, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh và các chức sắc tôn giáo được công nhận, người tham gia kháng chiến, người khuyết tật, hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện, hỗ trợ một số đối tượng mai táng phí theo nghị định 136, hỗ trợ hỏa táng cho nhân dân khi áp dụng công nghệ hỏa táng khi mất, hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính sách và nhiều chính sách quan trọng khác về an sinh xã hội. Cho nên chúng ta đã đảm bảo được cái lưới an sinh xã hội cho nhân dân tỉnh nhà rất tốt và mang tính đặc thù riêng của Hưng Yên. Tôi luôn thấm nhuần và xác định văn hóa là ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là hồn cốt của dân tộc, là sức mạnh nội sinh quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ tổ quốc và mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Văn hóa được giữ gìn, phát huy và có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa ngày phát triển sâu rộng và thiết thực, nếp sống văn minh đô thị nông thôn có chuyển biến tích cực. Việc xây dựng, phục dựng, trùng tu, nâng cấp nhiều di tích lịch sử văn hóa được đặc biệt quan tâm, với việc phục dựng các đền thờ Quốc Tổ Nạc Long Quân, đền thờ danh nhân Triệu Việt Vương, Hoàng Hoa Thám, nhà tưởng niệm Trung tướng Huyền Thoại Nguyễn Bình, nhà lưu niệm nữ du kích Hoàng Ngân và liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Khang, đang xây dựng đền thờ danh nhân Ngô Quyền, Nguyễn Trung Ngạn, Cây Đa và đền thờ La Tiến, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân, Phạm Công Trứ, giải phóng và mở rộng đền Mẫu và đền Bà Chúa Kho tại thành phố Hưng Yên, và hàng trăm di tích được hỗ trợ kinh phí để trùng tu, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn toàn tỉnh, cùng với các quần thể di tích trên địa bàn. Các danh thắng, các lễ hội truyền thống được trùng tu đã phát huy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và từng bước nâng cấp hạ tầng của ngành du lịch tỉnh nhà phát triển trong những tương lai. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đã ngăn ngừa không để dịch lớn xảy ra. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong khám như chẩn đoán và khám bệnh từ xa qua hình ảnh, phong cách thái độ phục vụ nhân dân ngày càng thân thiện hơn, người bệnh nội trú hài lòng đạt trên 97% qua điều tra, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91%, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và về đích sớm một năm, đã thực hiện ngày một chu đáo chính sách đối với người có công, chú trọng chăm lo trợ giúp xã hội đối với người nghèo, người yếu thế, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, hoàn thành đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công và hộ nghèo, với trên 4.700 hộ được thụ hưởng chính sách xã hội. Về công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, ổn định, từ đó tạo điều kiện để nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành và hoạt động tội phạm có tổ chức, số vụ trọng án được khám phá chiếm trên 97%. Hoạt động điều tra thi hành án đảm bảo đúng luật. Trong 5 năm qua, Hưng Yên đã giữ vững được môi trường yên bình để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân tỉnh đã thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng và Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ngày một tinh gọn, hoạt động ngày một hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh ta tăng 34 bậc so với năm 2015 và xếp thứ 22 trên 63 tỉnh. Chỉ số hài lòng người dân xếp thứ 4 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong 5 năm qua, công tác dân vận chính quyền được đặc biệt quan tâm, đã phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đây là một trong những thành công xuất sắc và đã và đang góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đã vận động và tập hợp nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội với không khí dân chủ ngày được mở rộng. Tiêu biểu nhất là phong trào xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, phong trào làm đường hoa kiểu mẫu phát triển rộng khắp các xã thôn trong tỉnh và nhiều phong trào quan trọng khác. Năm 2020, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hưng Yên là một điểm sáng trong duy trì tăng trưởng cao mà ít địa phương đạt được. 6 tháng đầu năm, Hưng Yên tăng trưởng 6,83%, đứng thứ tư cả nước, giải ngân đứng thứ nhất cả nước. Đến hết cuối năm 2020, chúng ta đã đạt tăng trưởng 6,46%, đứng thứ 7 cả nước, là tỉnh đứng thứ 3 cả nước, đạt đích nông thôn mới. Như vậy, ngày nay tỉnh ta đã phát huy tốt truyền thống các thế hệ lãnh đạo nhân dân tỉnh Hưng Yên ở cuối những năm 50, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, luôn là tỉnh nhiều năm liền giữ lá cờ đầu khá nhất cả nước về làm thủy lợi, đặc biệt đã được Bác Hồ 10 lần về thăm Hưng Yên. Ủy ban nhân tỉnh đã chủ động đề xuất với tỉnh ủy khóa 18 và Hội đồng nhân tỉnh lãnh đạo báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định một số công việc quan trọng mang tính tiền đề và đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới đây. Đó là chúng ta đã quy hoạch và chuẩn bị đầu tư một số cơ sở hạ tầng thiết yếu như quy hoạch hai đường bên đường 5 cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đến hết địa phận huyện Ân Thi, đề xuất việc đầu tư nút giao cao tốc tại Thân Phúc, mở nút giao vành đai 3,5 với đường 5 cao tốc tại huyện Văn Giang, thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Linh Bình, cầu vượt quốc lộ 39 tại Liên Phương, thành phố Hưng Yên, đường 379 Dân Tiến, thị trấn Văn Giang, đường nối vành đai 5 với Tiền Hải, Thái Bình và các tỉnh phía Nam, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch đô thị Văn Giang thành đô thị loại 2 theo quyết định 323 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với diện tích gần 3.000 ha, mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 và Yên Mỹ 2. Những việc làm nêu trên khi thực hiện được sẽ mở ra hàng chục ngàn hecta quỹ đất để dành cho sự phát triển đô thị công nghiệp, để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị văn minh và trở thành tỉnh mạnh của cả nước như mong muốn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Có được kết quả trên, cho phép tôi thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh bạn đã ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả để Hưng Yên đạt thành tích tiêu biểu nêu trên. Cho phép tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân và cử tri tỉnh nhà đã tạo điều kiện giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng, quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và bầu tôi giữ những chức vụ lãnh đạo huyện Kim Thi, huyện Ân Thi, các sở, các ban của Đảng và chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã giúp đỡ tôi một cách vô tư, trong sáng, thắm đượm tình nghĩa với trách nhiệm cao đối với cá nhân để tôi từng bước trưởng thành. Bên cạnh thành tựu đạt được, kiểm điểm 5 năm qua, tôi còn có những tồn tại hạn chế, đó là sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn bất cập, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc còn là chậm, cản trở sự phát triển của tỉnh, việc xử lý sai phạm về đất đai, vi phạm hành lang công trình giao thông thủy lợi, tình trạng ô nhiễm môi trường do tồn tại quá lâu nhiều năm ở nhiều nhiệm kỳ nên mới đạt kết quả bước đầu, những sai phạm còn nhiều, có nơi còn bức xúc, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn chậm cải thiện, còn tình trạng công chức viên chức chưa hết trách nhiệm thi hành công vụ gây khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội và nhiều tồn tại khác mà do thời gian tôi chưa nêu được đầy đủ. Tự đáy lòng mình là một đảng viên cộng sản với trách nhiệm trước nhân dân và cử tri cả tỉnh, tôi nhận thấy những tồn tại khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, có phần là trách nhiệm thiếu sót của cá nhân tôi. Mặc dù 5 năm qua tôi đã dồn hết cả tâm, trí lực, phấn đấu làm hết sức mình vì quê hương Hưng Yên yêu quý của chúng ta, trước bổn phận trên giao, đã góp phần không nhỏ vào sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, đã nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, nhưng có cả những hạn chế tồn tại mà một mình tôi là lực bất tòng tâm. Ngoài ý muốn, không thể tự chủ động,
không đủ thẩm quyền để giải quyết và quyết định được tốt hơn theo tôi mong đợi. Rất mong cử tri và nhân dân trong tỉnh thông cảm. Từ thực tiễn tôi nhận thấy một số kinh nghiệm, đó là trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương, phải thể chế hóa cụ thể nghị quyết của tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh thành các chương trình, các đề án, dự án, phải có kế hoạch, có lộ trình. Mỗi đồng chí lãnh đạo, thành viên Ủy ban Nhân dân của tỉnh và các cấp phải nỗ lực hết mình và với một khát vọng lớn lao, với một quyết tâm lớn nhất, có một phương pháp lãnh đạo đúng đắn, có một tập thể lãnh đạo đoàn kết, chung sức đồng lòng, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều để tổ chức thi hành. Trong đó hai nhiệm vụ trọng yếu xuyên suốt, đó là công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch kinh tế xã hội, sắp xếp bố trí nguồn lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để phát triển nhanh kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng phát triển nhanh hạ tầng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, là nhiệm vụ và giải pháp lâu dài, xuyên suốt, thường xuyên trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, quy hoạch phải đi trước và làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đảm bảo quốc phòng an ninh, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông thủy lợi, quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác và hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác, làm sao cho đồng bộ, bổ trợ, hỗ trợ cho nhau. Trên cơ sở quy hoạch cụ thể các nội dung quy hoạch thành các chương trình, đề án, dự án cụ thể, có lộ trình, có bước đi, có chính sách, đặc biệt là phải bố trí đủ nguồn lực để cụ thể thực hiện bằng được theo lộ trình, gắn với đi sâu đi sát, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn vướng mắc kịp thời, thực tế trong suốt quá trình thực hiện, hạn chế thấp nhất rủi ro, lãng phí sâu sát đi sử dụng các nguồn lực và các cán bộ thực thi trong quá trình xây dựng tỉnh nhà. Thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính và đầu tư, ứng dụng tốt công nghệ số, kinh tế số để không ngừng nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng cơ quan hành chính, và mỗi cán bộ công chức viên chức phải luôn thực hiện tốt, kỷ cương liêm chính, hành động trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả. Với một khát vọng, một ước vọng lớn lao là xây dựng quê hương Hưng Yên ngày một hưng thịnh và yên bình, bộ máy hoạt động ngày một hiệu lực hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần xác định cải cách hành chính và công vụ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước ở mọi lĩnh vực. Đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, là con đường đi tới đích nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chính quyền các cấp phải chuyển nhanh từ tư duy điều hành, ban phát sang phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền và nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp. Kính thưa đồng chí đại biểu và toàn thể nhân dân, trong 5 năm qua đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng, tốt những gì tôi đã hứa trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh những thành công tồn tại, những hạn chế, nay tôi được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trong giờ phút trọng đại này, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt trân trọng cảm ơn đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí đương chức và nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chấp hành, các thành viên Ủy ban Nhân dân, các giám đốc các sở ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện, của thị xã, thành phố và 161 cơ sở xã, phường, thị trấn qua các thời kỳ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15-16, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức viên chức, các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể cử tri nhân dân tỉnh nhà, trong hơn 35 năm qua đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao, được giữ các chức danh từ phó phòng, trưởng phòng, phó chủ tịch huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đến giám đốc sở tài nguyên môi trường, giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn, đến trưởng ban nội chính, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Về đảng đã cử tôi tham gia từ phó bí thư đến bí thư chi bộ, huyện ủy viên,
thường vụ phó bí thư huyện ủy, tỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến giữ chức danh phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. Đặc biệt là các cụ ta đã dạy, tôi luôn luôn khắc ghi trong lòng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tôi rất biết ơn và nặng lòng với các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân 41 xã huyện Kim Thi đã đùm bọc nuôi dưỡng, hỗ trợ tôi ngay từ khi mới tốt nghiệp đại học nông nghiệp ra trường. Được về bám sát đồng ruộng từ cơ sở, những ngày tháng 5, tháng 6 nắng nóng oi bức, đi chỉ đạo phun thuốc trừ sâu dày ở các cánh đồng lúa, đồng đay rộng lớn và những kỷ niệm khác trong suốt quá trình công tác của đời mình sẽ mãi mãi là những kỷ niệm không phai mờ trong tâm trí tôi. Nay nghỉ hưu về với đời thường, tôi xin hứa tiếp tục phát huy tốt truyền thống quê hương Hưng Yên, tiếp tục rèn luyện luôn là tấm gương, đồng thời sẽ chia sẻ kinh nghiệm cùng cán bộ công chức viên chức nếu có đề nghị để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Và tôi luôn luôn mong ước và khát vọng Hưng Yên quê ta luôn luôn là hưng thịnh thiên thu bồi sự võ, yên bình muôn thuở tác nghiệp văn. Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân tỉnh nhà phát huy tốt truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp để xây dựng quê hương Hưng Yên luôn